Nếu các bác đang cần tìm một chiếc xe 7 chỗ với rất nhiều các tiêu chí như ngoại hình khỏe khoắn, ăn uống hợp lý, công nghệ ngập tràn, không gian rộng rãi, đời không quá sâu mà giá siêu hợp lý, thì đây chính là chiếc xe dành cho các bác. Kia Sorento bản phun máy dầu, số tự động, sản xuất năm 2019, đã lăn bánh được 7,1 vạn km. Xe mang ngoại thất màu đỏ, nội thất ghế da màu kem, rất sáng và sang. Là một người con của xứ sở kim chi nên chắc chắn sẽ không làm các bác thất vọng về sự tiện nghi. Ghế lái ghế phụ chỉnh điện đa hướng, có nhớ hai vị trí ghế lái. Vô lăng có tích hợp đàm thoại rảnh tay, cruise control. Có đèn tự động, cân bằng điện tử, có chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu, điều hòa tự động hai vùng độc lập, màn hình cảm ứng, có kết nối internet, đã được lên camera hành trình. Hàng ghế thứ hai thì cực kỳ rộng rãi, có khoảng để chân thoải mái và có cửa sổ trời toàn cảnh. Chiếc xe này sử dụng động cơ máy dầu 2.2, được người dùng đánh giá là vận hành mạnh mẽ, cảm giác lái êm ái và ăn uống siêu hợp lý. Chỉ 7,9 lít trên 100 km đường kết hợp. Nói chung với cửa tiền chỉ nhô 7 đồng một tí ti thôi, thì đây là một chiếc xe cực ngon trong tầm giá, xứng đáng để các bác trải nghiệm. Ngoài ra hiện tại bên em đang có nhu cầu mua rất nhiều các mẫu xe gầm cao như Tucson, Santa Fe, Fortuner. Nói chung là cứ xe gầm cao 5 chỗ, 7 chỗ mà chất lượng tốt thì bên em đều mua cả. Các bác biết ai đang có nhu cầu để lại xe thì hãy liên hệ cho bên em với nhé. Đảm bảo sẽ có mức giá mua tốt nhất và có mức hoa hồng hậu hĩnh nhất.